It is better to be feared than loved, if you cannot both. What's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Top Mơ. Và vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay, cái vị tướng xa thủ mà có lẽ rằng ai trong số chúng ta cũng đều mong đợi cái anh chàng này ra mắt từ rất lâu rồi, đó chính là xa thủ Aemon đã được chính thức cho ra mắt vào 3 giờ chiều ngày hôm nay. Cùng với đó là cái trang phục ở cấp độ 269 của cái vị tướng này, với cái tên gọi là cái trang phục lưỡi dao bóng đêm. Thì ở trong trang phục này thì anh em có thể nhìn thấy được là cái điểm tương đồng đến từ hai anh em nhà Paxley, đúng không ạ? Và nếu như Guzen anh em có thể thấy là mặc đồ cũng cơ bản là màu xanh, thì Aemon cũng mặc đồ màu xanh. Và khi mà Guzen có cho mình cái trang phục cấp độ 269 màu hơi kiểu xanh rêu ấy, thì Aemon cũng có được trong mình đó là một cái bộ trang phục 269 kiểu xanh rêu. Và bù lại thì anh ta có được cho mình một cái mái tóc nhuộm highlight màu vàng hung đỏ hung cam như vậy, thay cho một cái mái tóc cam ở trong cái trang phục mặc định. Thì cái video clip cũng như là gameplay về Aemon mới đã mang đến cho anh em ở một cái rất nhiều video clip trước đây, khi mà cái vị tướng sát thủ Aemon được cho ra mắt rồi. Thì đến thời điểm hiện tại thì Aemon cũng đã được cho ra mắt, và đây là cái trận đấu đầu tiên mà mỡ làm về cái vị tướng sát thủ này, cho nên là chúng ta sẽ phải đánh qua cổ điển 1 đến 2 trận sau đó chúng ta mới mang vào rank, đúng không ạ? Thì sức mạnh của Aemon về cơ bản là anh em đã nắm được, đây là một cái con sát thủ có khả năng sốc đa mạnh ở giai đoạn đầu game, nhảy múa với rất nhiều những cái lưỡi dao, và chúng ta hoàn toàn có thể có được cho mình những cái tình huống ngay từ level 4, có thể shut down, hạ gục đi được kẻ địch là rất dễ dàng đến từ combo của Aemon, kiểu như là như thế này này, áp sát đó là carry này, sẽ là dùng sát thương đến từ cái chiều cuối rất nhiều dao, vô tận dao, dùng sát thương vào carry và lên bảng điểm số, có được mạng gục của đến từ cái vị tướng xạ thủ bên phía của team bạn và mạng đầu tiên của mỡ ở trong cái trận đấu này. Thì về cơ bản là cái combo của Aemon cũng như là cái cách lên đồ và cách chơi Aemon thì nó hoàn toàn không khác biệt quá nhiều so với những gì mà mỡ làm với con Aemon ở trong cái máy chụp thử nghiệm ở cái video clip gần nhất ý. Cho nên anh em hoàn toàn có thể sang bên đó để anh em xem gameplay thêm về Aemon nếu như cái video clip này chưa đủ làm anh em thỏa mãn. Còn thì nếu như mà anh em nào mà mới lần đầu xem Aemon ở trong video clip này, thì mỡ sẽ tóm tắt thật nhanh bộ kỹ năng của Aemon để anh em có được một cái góc nhìn khách quan về vị tướng xạ thủ này ngày đầu ra mắt, và liệu rằng cái vị tướng này sẽ được gọi là hot ban, hot pick hay là phế vật trong tương lai, thì anh em hãy cùng đón xem những cái góc chia sẻ đến từ video clip của mỡ nha. Ở đây này, sẽ có mạng gục đến từ vị trí của Kling, quá dễ dàng anh em thấy không ạ? Thì chiêu một cái con Aemon này nó sẽ có cái tên gọi là phá hồn dao. Rất đơn giản, Aemon gây sát thương lên một cái mục tiêu ở cái khoảng cách gần. Sau đó là cái vị tướng này sẽ rơi ngay vào trạng thái nội tại của cái vị tướng sát thủ Aemon, đó là cái giáp tàng hình. Thì thôi, chắc là chúng ta nói trước cái nội tại đi để cho anh em dễ biết, bởi vì cái con sức mạnh của cái con Aemon này xoay xung quanh cái nội tại của anh ta. Thì bất kể khi nào Aemon gây sát thương bằng kỹ năng thì cái vị tướng này đều sẽ rơi vào trạng thái ngụy trang. Xin được nhấn mạnh lại với anh em là ngụy trang nha. Nó giống như kiểu là cái ẩn thân đến từ cái đôi giày đảo đường, cũng như là cái chiêu 1 của cái con Leslie á. Nó là ẩn thân, tức là chúng ta vẫn thấy được nó lờ mờ, chứ không phải là nó tăng hình kiểu như là con Natalia đâu, anh em cần phải lưu ý nha. Rồi, thì khi mà thoát khỏi trạng thái ẩn thân thì Aemon được cường hóa đòn tấn công và giảm thời gian hồi chiêu của toàn bộ kỹ năng của Aemon đi. Đó, anh em hiểu sơ bộ là như vậy. Còn chỉ số chi tiết bao nhiêu rồi thế nào, thế này, thế nọ, thế kia thì anh em có thể vào game, game mô tả rất rõ. Chiêu 1 của Aemon thì có tên gọi là phá hồn dao. Vị tướng sát thủ Aemon này sẽ gây sát thương ở một cái mục tiêu trong một cái phạm vi nó tương đối gần. Và sau khi gây sát thương xong ấy, thì cái vị tướng Aemon này rơi vào trạng thái ngụy trang. Đó. Cái kỹ năng thứ hai của Aemon ý, thì nó sẽ có cái tên gọi là cái diệt sát dao. Aemon ném dao theo đường thẳng, cho dù ném trúng tướng địch hay là ném trúng cái vị tướng hay là ném dao khoảng không ý, thì Aemon sau khi mà thu cái dao đó về cũng sẽ rơi vào trạng thái tàng hình, trạng thái ngụy trang. Tuy nhiên có một điểm khác biệt nho nhỏ ở đây, đó chính là cái con Aemon này này, nếu như là chúng ta ném chiêu 2 ra đúng không, trúng thì cái địch sẽ bị làm chậm. Rồi còn nếu như mà chúng ta ném vào khoảng không thì dao thu về chúng ta vẫn được ngụy trang. Đó. Rồi về chiêu cuối của Aemon rất đơn giản, đó là cái vô tận dao. Aemon sẽ ném tất cả những cái con dao đang có ở trên bản đồ gần chỗ anh ta lại vào mục tiêu và dồn sát thương cực lớn. Càng nhiều dao
thì sát thương đến từ chiêu quầy vô tận dao này càng lớn. Thì dao cụ thể đến ở đâu? Dao cụ thể là đến từ cái nội tại 4 dao đang có ở trên đầu của Eamon này, và những cái con dao rơi ra đất, anh em hiểu không? Đó, anh em thấy không? Toàn bộ dao được thu về và dồn hết vào cái chiêu quầy vô tận dao của Eamon để mà có thể kết liễu và hàng gục được kẻ địch. Thì bộ kỹ năng của Eamon nó chỉ đơn giản có thế, không có gì quá là phức tạp cả. Combo của Eamon thì cũng đơn giản chẳng kém, đó là nếu như anh em xác định được mục tiêu đúng không, mà anh em ở xa đúng không, anh em hãy ném chiêu 2, có thể anh em ném vào khoảng không, anh em hoặc là anh em ném vào thẳng cái kẻ địch đó cũng được. Nhưng mà mỡ chia sẻ với anh em là anh em nên ném vào khoảng không, để mà bởi vì nếu như anh em ném vào kẻ địch đấy thì cái tỷ lệ trúng kẻ địch nó rất là ít, em hiểu không? Và kể cả cho dù chúng cái thằng đấy đi chăng nữa thì tụi nó cũng bị bất ngờ, tụi nó giật mình, tụi nó lùi lại, nó không hay. Thì combo Eamon của mỡ ở thời điểm hiện tại mỡ vẫn chia sẻ với anh em là anh em ném ra đất đúng không ạ? Thì sau khi anh em ném ra đất xong thì Eamon nó sẽ rơi vào trạng thái ngụy trang, anh em áp sát lao vào tấn công cái mục tiêu đó và nó đánh thường đúng không ạ? Sau đó ngay lập tức dùng chiêu 1 để mà tấn công kẻ địch tiếp theo và nó đánh thường kế tiếp, sau đó anh em dùng chiêu cuối. Tức là combo con này này, thật ra combo con này nó sẽ rất là chi li và tỉ mỉ, nhưng để mà combo sơ sơ thì anh em sẽ combo như này này, dùng chiêu 2 ra đất đúng không, đánh thường vào mục tiêu, dùng chiêu 1 đánh thường vào mục tiêu, sau đó dùng chiêu cuối. Đó là cái combo cơ bản của Eamon. Dĩ nhiên là anh em hoàn toàn có thể gọi là có được cho mình những cái combo kiểu khác để mà anh em có thể mang đến một cái lối chơi full down đến từ sát thủ Eamon. Và ôi trời ơi, anh em nhìn kìa, con Eamon ở thời điểm hiện tại bởi vì nó là cái vị tướng sát thủ mới ra mắt cho nên đam của con này đang là siêu lỗi, rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Và cái lời tiếp theo mà mơ muốn khẳng định với anh em cũng đến từ quan điểm cá nhân mơ, đó chính là cái con này cực bá đạo và chắc chắn sẽ bị cấm ở trong Mobile Legends trong thời gian tới. Khả năng sốc đam quá mạnh, sốc đam quá dễ, dồn đam quá khủng, và khả năng đi gank cùng với đó là cái sự cơ động quá ổn luôn. Này, ổn chưa? Sổ ôi, quay đi quẩn lại phút thứ 6, 10 mạng hạ gục dành cho team bạn, à quên mất, dành cho team mỡ. Rồi, thì đó là toàn bộ những cái mà mỡ có thể tóm gọn lại trong khoảng độ tầm 6 phút đầu trận đấu đến từ cái vị tướng sát thủ Eamon này. Vậy thì cái ngưỡng sức mạnh như anh em hỏi là cái con Eamon này nó sẽ khỏe khi nào? Đáp án ở đây là nó khỏe từ đầu dựa cho đến cuối game, khỏe cả game anh em, bởi vì nó là cái chất tướng sát thủ phép mà. Cái con Eamon này nó chỉ không khỏe khi mà chúng ta có cho mình một cái lối combo sai hoặc kẻ địch lên khiên thần Athena. Đấy, nó chỉ đơn giản là có hai cách là như vậy thôi. Chứ nếu như mà kiểu anh em mà xanh chín ở đầu game mà team bạn nhiều máu mỏng như thế này thì ôi khổ ơi, quệt quệt ba cái kẻ địch bay màu team bạn cụ đi chân lạnh toát đó. Và nếu như mà kiểu mỡ nghĩ rằng là ở trong cái video clip này thì mỡ rất mong gọi là có thêm những cái comment mà kiểu muốn gọi là anh em hỏi thêm về cái con sát thủ Eamon này để mỡ có thể trả lời. Chứ nói thật với anh em là cái con Eamon ở thời điểm hiện tại là gần như nó không có bất kỳ một cái điểm yếu nào cả. Nó lại còn dễ chơi đấy anh em ạ. Bên cạnh đó là cái con Eamon nó lại còn được theo kiểu gọi là lai lai giữa cái đám kiểu Genevieve với cả cái con Moskov ấy. Nhưng mà nó lại thú vị ở chỗ là cái đòn đánh thương được cường hóa sau khi mà kích được cái nội tại con Eamon này này, nó lại có cho mình đấy là cái giảm thời gian hồi chiêu của cái ba kỹ năng chứ không phải giảm thời gian hồi chiêu của hai kỹ năng, cho nên nó khá là bá, khả năng đi gank của nó khá là cơ động. Và một lần nữa mỡ xin nhắc lại, đây chính là cái lý do mà sắp tới Guzen sẽ được làm lại, bởi vì cái thằng anh Eamon nó bá như thế này thì thằng em Guzen nó không bá thì nó lại bị cảm giác gì đấy, nó bị gọi là bị thiếu thiếu yếu yếu anh em đó. Nên là anh em hãy quan tâm đến cái thông tin về cái ông em Guzen anh em nha. Còn thì Eamon ở thời điểm hiện tại đang quá là bá đạo rồi. Và chắc chắn rằng là trong vòng 1 tuần nữa, mỡ nghĩ rằng nếu anh em chưa trải nghiệm Eamon thì hãy nên trải nghiệm, bởi vì chắc chắn sau 1 tuần nữa Eamon sẽ bị giảm sức mạnh, mỡ cá với anh em luôn. Anh em thích mỡ cá cái gì mỡ cũng cá hết với anh em luôn. Anh em nhìn đến thời điểm hiện tại này, phút thứ 86 mạng gục, chưa bao giờ có một cái con sát thủ nào đi gank đè lên dễ như thế này. Thậm chí là khi mà cái thời điểm Linh được cho ra mắt ở máy chủ chính thức ý, là cái vị tướng Linh nó cũng cực kỳ là khỏe luôn. Nói thật với anh em nó cũng cực kỳ là khỏe luôn. Cho nên là mỡ cũng chia sẻ thật với anh em là anh em cũng đừng kỳ vọng quá nhiều về cái việc gọi là cái con Eamon này nó sẽ khỏe lâu, khỏe dài. Nó cũng chỉ gọi là được một vài tuần thôi, xong đó nó sẽ bị giảm sức mạnh. Đấy, cho nên là nhiều anh em chơi thì không câu không chơi, các ông lại bắt đầu tiếc hủi hụi, các ông lại bảo úi dồi, biết thế mình gọi là chơi con Eamon này ở cái thời điểm nó mới ra mắt có phải ngon không? Đấy, xong rồi nhiều anh em lại bảo biết thế thời điểm đấy mình bỏ ra 32 BP mình trải nghiệm có phải sướng không? Trời ơi, anh em nhìn này, đã mắt chưa? Mãn nhãn chưa? Phút thứ 8, 20 mạng hạ gục, chả khác gì đánh với máy anh em ạ. Và mỡ nghĩ là dĩ nhiên là đây là cái trận đấu ở trong chế độ đấu cổ điển thôi, bởi vì là mỡ chưa mang được cái con Eamon này vào rank. Nhưng phần nào anh em cũng đã nhìn thấy được rằng là những cái video clip mà mỡ làm về Eamon mỡ đánh rất dễ dàng đúng không ạ? Không có gì khó cả. Nhưng mà con Eamon nó có một cái nhược điểm, đấy là cái khả năng gọi là dọn dẹp những cái mục tiêu kiểu như là lính ấy, cũng như dọn dẹp quái rừng ấy, nó khá là chậm bởi vì đam nó khá là yếu.
Nhưng mà mục tiêu gọi là tướng thì ối rồi ôi, kinh lắm anh em. Nhoang qua cái thì đôi mạng double kill rồi. Nói chung là cái con Amon anh em hãy cố gắng gọi là sinh tồn đến khoảng độ tầm level 4 ý, có được cho mình đó là cái chiêu cuối vô tận dao. Thì khi đó anh em đi đánh nhau và anh em đừng farm rừng, anh em chỉ farm bùa xanh bùa đỏ thôi cho anh em đi đánh nhau. Bởi vì con Amon này farm chậm lắm. Anh em nhìn này, anh em nhìn nha. Đây là cái thời điểm mà à không, thật ra bây giờ thì nó có đồ nó khỏe rồi. Tầm này phút thứ 9 level 14 như thế này nó khỏe rồi thì không nói. Nhưng mà nếu anh em tua về đầu video clip ý, thì anh em có thể thấy được rằng là cái con sát thủ Amon này nó đang có cho mình đó làm cái ngưỡng sức mạnh quá kinh khủng. Ở đây dồn sát thương vào Amon bên phía team bạn, anh chàng Amon này có vẻ không biết chơi. Tiếp đến là cái double kill, ở đây là Paquito đang là 1-3, sẽ là cái triple kill maniac của mỡ đến từ vị tướng sát thủ mới được ra mắt này. Và Savage cũng đến từ cái vị tướng sát thủ mới được cho ra mắt này. Quét sạch phút thứ 10, 26 mạng hạ gục và ối rồi ôi, thế là team bạn tầm này là mắt chớp chớp, mồm đớp đớp. Ê, nhưng mà có một điều mà mỡ phải chia sẻ với anh em là như thế này. Không phải lúc nào anh em cũng nghĩ rằng mình xanh như thế này thì team mình win đâu. Bởi vì ở trong đấu cổ điển nó có một cái rất thú vị ở đây. Đó chính là cái chế độ đấu cổ điển này này. Nó khiến cho nhiều người chơi, người ta chơi game không tập trung mà người ta chơi không tử tế. Anh em hiểu không ạ? Thì từ đó dẫn đến cái việc ở đây, đó chính là họ kiểu đánh cứ chôn chôn nhây nhây anh em. Để mà khi mà kiểu cuối game ý, team bạn có lại đồ rồi tầm phút thứ 15-20 ý, thì lúc đấy kiểu bắt đầu chúng ta bị lật kèo, chúng ta bị thua ngược. Úi dồi, trong cổ điển này mỡ gặp đầy. Cho nên thật ra trận đấu này cho dù thắng hay thua ý, thì mỡ vẫn sẽ up cái video clip này lên để cho anh em có thể nhìn thấy được rằng là cái sức mạnh của con Amon ở thời điểm hiện tại như thế nào. Còn nói thật với anh em, đến cái tầm phút thứ 15-20-25-30 mà thua ý, là thua là do team rồi chứ không phải thua do con sát thủ nữa. Bởi vì cái bọn sát thủ nó khỏe từ đầu đến giữa, nó cover team đến như thế còn gì nữa. Mà team không end game thì là do lỗi của team thôi. Đấy, đấy chưa kể trận đấu này team mỡ còn có 3 lết nữa cơ. Rồi ok, lấy cho mình đó là cái trụ đường giữa cái trận đấu này. Phút thứ 11, 29 mạng hạ cũng rồi. Có khi nào trận này được 30 mạng, Amon 3 mạng lại up video clip lên là giống một youtuber nào đó múa trâu kinh khủng lắm anh em. Rồi, em theo kiểu nhiều khi làm video clip dễ lắm anh em ạ. Rồi, có được mạng của Paquito. Ở đây lại tiếp tục lấy được mạng hạ cục của đó là Carry, mạng thứ 31 của mỡ trong trận đấu này. Đây, các ông nhìn nhà, video clip nguyên gốc nguyên bản, không photoshop, không có gọi là động chạm chỉnh sửa bất kỳ một cái gì cả. Và đến thời điểm hiện tại là mỡ thấy là team bạn tầm này là còn cái nịt rồi. Khi mà họ liên tục giao tranh thua tầm này thì mỡ nghĩ là ui, ở đây là có clean à, clean với chúng tôi này. Tầm này thì clean chưa có đam cho nên chúng ta chưa sợ. Nhưng anh em lưu ý rằng là để về cuối game ý, thì cái con clean nó bắn cho chúng ta không kịp ngáp thôi anh em ạ. Nói thẳng với anh em là như vậy luôn. Sát thương đến từ cái con clean với late game thì nó không phải dạng vừa. Quan trọng nhất anh em nên lưu ý rằng là team bạn cũng có những cái vị tướng kéo lết khá ổn. Đấy là clean, đấy là carry đúng không? Rồi thậm chí team nó cũng có khả năng dồn đam đến từ con Amon luôn. Chẳng qua Amon team nó không biết chơi. Con thì mỡ đã chơi trong mấy chu thử nghiệm rất là nhiều rồi. Đấy thằng clean nó nói kìa, kìa tướng mới bao giờ cũng bá đạo kìa. Moontoon làm vậy để khiến cho người ta mua cái vị tướng này anh em nhé. Đúng rồi, hầu như bất kỳ một cái vị tướng nào mới ra, Moontoon đều làm cho nó rất bá đạo để khiến cho người ta mua cái vị tướng này, rồi sau đó là sẽ giảm sức mạnh dần dần cho đến cái ngưỡng cân bằng. Mà thật ra là không phải là Moontoon đâu, nhà phát hành nào cũng làm như thế cả. Bởi vì tôi nói thật với các ông, tướng mới làm ra không bá thì ai mua. Ê, dĩ nhiên là chúng ta không nói đến những cái con được cho free như kiểu con Pharamid, đúng không anh em? Ngoại trừ con Pharamid ra thì hầu như con nào, hầu như là con nào cũng bá và kiểu được cho ra mắt là bá đạo. Kiểu cái con Outlet ở đầu lúc nó mới được cho ra ấy, cái con Outlet chính ra là cái con mỡ nghĩ là nó cũng khá là cân bằng nhất. Bởi vì lúc mới ra nó không hề bá tí nào cả, nó cứ bình thường thôi. Nhưng mà anh em cứ thử nhìn xem, Link này, Wan Wan này, rất nhiều bằng chứng sống rồi. Bây giờ thêm con Amon nữa, vừa ra bá cực kỳ luôn. Vấn đề ở đây là phải làm bá thì mới nhiều người mua, đúng ạ. Thì lúc Amon ra thì anh em có thể mua bằng 32 BP, hoặc là anh em phải mua bằng 599 kim cương, hoặc là anh em phải mua bằng rất nhiều những cái thứ khác. Thì cái đấy là cái điều mà mỡ nghĩ rằng là anh em sẽ cần phải quan tâm đến cái con Amon này. Thì một tuần đầu tiên bao giờ cũng là thời gian cũng như là giai đoạn hoàng kim của cái vị tướng Amon này. Nhưng sau một tuần đó Moontoon bắt đầu là à, chúng mày trải nghiệm hết cái con tướng này rồi đúng không? Ôi dồi ôi sao kìa. Chúng mày trải nghiệm hết cái con tướng này rồi đúng không? Thì bây giờ tao bắt đầu nớp. Đấy, kiểu của Moontoon là như thế. Về cơ bản nó là cái chiến lược kinh doanh rồi. Rồi 14 phút 30 giây, lúc đấy mỡ đang chia sẻ với anh em ý là bản thân Moontoon ý thì về cơ bản họ cũng là vừa là nhà sản xuất cũng như nhà phát triển,
họ phải cần có doanh thu để mà họ đầu tư đúng không? Đấy, thì về cơ bản là họ cũng chả giới thiệu chúng ta cái gì sai cả. Con Eamon lúc đầu mới ra mắt rất khỏe, nhưng sau đó thì phải giảm bớt sức mạnh để cho meta nó cân bằng chứ các ông. Người ta cho các ông một tuần để các ông trải nghiệm là sướng lắm rồi. Xong đến thời điểm hiện tại là người ta điều chỉnh. Chính ra kiểu Moontoon không phải dạng treo đầu dây bán thịt chó đâu anh em ạ. Bởi vì anh em hiểu khái niệm treo đầu dây bán thịt chó gì không? Khái niệm treo đầu dây bán thịt chó tức là cái khái niệm mà người ta quảng bá một cái sản phẩm sai sự thật. Nhưng mà Moontoon quảng bá sản phẩm sai sự thật đâu. Con Eamon nó khỏe thật, đầu em khỏe thật. Chẳng qua đến khi mà anh em mua chán chê rồi thì lúc đấy Moontoon điều chỉnh sức mạnh thì cho nó gọi là yếu hay mạnh thì lúc đấy là quyền của Moontoon. Có chai treo đầu dây bán thịt chó đâu. Một tuần trước tôi quảng bá nó mạnh nhưng nó mạnh thật rồi. Còn gì nữa anh em? Đấy, anh em nhiều khi anh em phải hiểu mấy cái chiến lược kinh doanh này thì khi đấy thì chúng ta mới có được một cái góc nhìn nó trực quan được, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng chửi Moontoon này nọ kia tội vãi nồi. Về cơ bản thì tôi hy vọng rằng là Moontoon nớp con Eamon thì nớp cũng vừa vừa phải phải thôi. Nớp cũng gọi là một cái này hai cái nọ thôi. Chứ bây giờ nớp theo cái kiểu gọi là cái gì anh em? Nớp theo cái kiểu gọi là gọi là nớp cho tới, nớp cho đến khi con Eamon nó còn cái nịt thì bó tay anh em ạ. Đấy, nó quay đi quay trở lại đến thời điểm hiện tại này. Đấy, anh em thấy không? Một cái con sát thủ như mỡ làm tròn vai chơi anh em. Đến thời điểm hiện tại phút thứ 15, một mình ăn 35 mạng, được chưa? Phá đường trên, phá đường giữa, phá đường dưới và mỡ còn chat với team là làm ơn kết thúc trận đấu đi. Nhưng mà team mỡ nó không kết thúc trận đấu thì bây giờ biết làm như thế nào bây giờ? Đấy, thì bây giờ tận chịu. Tầm này phút thứ 16 là team bạn là gần vu đồ rồi, bây giờ lại tiếp tục đánh nhau đường trên này. Thì liệu rằng có ăn được không? Đầu tiên là ăn được mạng của cái con gì nhỉ? Con Clean đúng không? Mỡ ăn được mạng của con Benedetta, anh em hiểu không ạ? Và sau đó là sẽ làm cái pha đi vòng. Ở đây có carry, tốc biến đến từ carry rồi không đuổi được thêm. Ôi trời ơi, Brood đi team tôi lại thoát game. Đấy, anh em thấy không? Khi mà game kéo về đấy thì rất nhiều vấn đề xảy ra. Nào là đến từ đồng đội, nào là đến từ chất tướng, nào là đến từ bản thân của mỡ luôn. Bởi vì kiểu đến thời điểm hiện tại thì mình đã tập trung rất nhiều vào cái giai đoạn 15 phút đầu để mà gánh team thôi. Cuối game thì chắc chắn là nó sẽ có những cái sai sót mà mỡ sẽ xảy ra trong những cái pha combo kiểu như này anh em này. Nhưng mà thì về cơ bản là chúng ta đã bỏ qua rất nhiều cơ hội thắng rồi. Cho nên là nhiều khi chúng ta cũng gọi là không thể trách ai được nữa. Đấy lại AFK anh em ạ. Rồi, và anh em nhìn kìa, cuối game vẫn ổn đúng không anh em? Nhưng mà chẳng qua mỡ nghĩ rằng là team bạn bị mỡ dồn đam như thế này ý, thì để mỡ chat với team nó là để tôi về AFK xem. Đấy anh em thấy không, team mỡ nó nhây lắm. Đánh kiểu đánh cổ điển mà các ông, đánh kiểu đang test tướng ý. Nhiều người người ta vào test tướng lắm chứ người ta không có định chơi game. Đó cho nên là mỡ giả vờ AFK xem team của mình có AFK không. Thấy điếu nào nó điếu AFK anh em ạ. Tục thì đừng hỏi, à quên mất, bọn nó cũng không định win game đâu. Tục thì đừng hỏi, bây giờ thằng Brody quit game rồi kìa. Đấy, mà mỡ thì tí nữa mỡ còn đánh lỗi nữa thì chịu. Đấy, nhưng mà về cơ bản là cái chia sẻ cho anh em ở đây, đấy chính là cái trò Mobile Legends này này. Anh em làm nào làm, kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt, đừng nhây. Mấy cái game MOBA này mà anh em nhây ý, thì anh em dễ gọi là bị lật kèo cực kỳ luôn. Đấy, bây giờ một mình mỡ là phải mỡ đi ra đi ăn đi cho mình, đó là cái con lót này này. Chứ không chờ team mỡ thì chắc là hết ngày. Đấy, vậy cơ ăn con lót này mất nhiều máu vãi, nhưng mà ít ra may quá bọn nó còn chịu chạy ra bọn nó ăn lót cùng mình. Thì ở đây là có Benedetta này, sẽ là một cái tình huống úi dồi ôi, lao vào úi dồi ôi, đấm úi dồi ôi, đá úi dồi ôi. Thế thì không biết là có ăn được mạng không, nhưng mỡ có mặt ở đây này, sẽ là áp sát vào, đó là Clean. Úi dồi ôi, thu dao kìa, nhưng Clean tốc biến. Đấy anh em thấy không, đến lúc này là bắt đầu mỡ không dồn đam chết được con Clean nữa này, anh em thấy chưa, bắt đầu là không dồn đam chết được nó nữa luôn. Bởi vì nó bắt đầu có đồ thủ, bắt đầu nó cứng rồi, nó khỏe rồi. Ê, bắt đầu bây giờ lao vào Benedetta anh em này. Dồn vào Benedetta là bây giờ. Đấy anh em thấy không? Anh em thấy cái đam của cái tụi bên phía team bạn nó trả sát thương không? Nó bắt đầu khỏe rồi. Cho nên là đến thời điểm hiện tại là cho dù anh em cầm con sát thủ, anh em có ăn tầm 40 mạng, 38 mạng như mỡ như thế này này, là không thể nào có thể thắng được game nữa. Bởi vì tầm này chúng ta hết đi cái sự ảnh hưởng rồi. Ví dụ như trong một trận đấu đúng không, đầu và giữa game chúng ta tầm ảnh hưởng là 100% đi. Nhưng bây giờ thời điểm hiện tại tầm ảnh hưởng của chúng ta chỉ có mỗi 70-60% thậm chí là 50% thôi. Tầm này kiểu một combo dồn đam là gần như không hạ cũng được một thằng nào luôn. Rất khó anh em ạ. Cho nên là tầm này là hên xui. Thắng bại là tại số anh em ạ. Thắng bại là tại mấy thằng đồng đội của mình thôi. Mà mình nghĩ rằng cái video clip này chúng ta cũng có được một cái trải nghiệm nó cũng trọn vẹn và hoàn chỉnh đúng không anh em. Đó, thì về cơ bản là anh em cũng đã thấy được rằng cái sự bá đạo của con Eamon, cái ngưỡng sức mạnh và cái khả năng tham gia giao tranh. Anh em nhớ combo của Eamon chưa? Nhớ cái cách, các skill của Eamon chưa? Rồi thì anh em cũng nhớ được. Đấy, tầm này chết rồi anh em. Đậu xanh rau muống. Chưa chết ý. Tinh tế lùi ra được. Ôi nhưng mà cái ôi chảm sát của Benedetta này biết chơi anh em ơi. Nào outplay. Ui xổi ôi, tinh tế.
về cơ bản là con bé ta cũng biết chơi đấy, nhưng mà được cái thằng Amon, thằng A mỡ này nó tinh tế anh em ạ, cho nên là về cơ bản là chơi được, vẫn còn cơ hội để win anh em. Tầm này tôi cũng biết làm nào để end cái bọn đồng đội kiểu nó không chịu end ý. Anh em nhìn cách di chuyển bọn nó kìa, đấy là chưa kể thằng Brody nó áp cao rồi nha, còn hai thằng kia thằng Mốt Cốt đứng ở nhà kia, xong rồi kiểu cái chất tướng kiểu nó chả có cái gì để mà có thể bút được nhà ấy, cho nên đánh chả hiểu kiểu gì, hay là chờ thêm 2 phút nữa lấy cái con lót này để mà ra end ta. Câu trả lời ở đây là tôi cũng không biết anh em ạ, nhiều khi mình chơi game mình cũng chả biết luôn, trận đấu này kéo dài gần như là vô tận luôn anh em ạ, nên là mỡ cũng không biết được rằng liệu và thường những cái trận đấu kiểu như là 20 hay 30 phút này mỡ không up lên cho anh em xem đâu, bởi anh em biết sao, bởi vì nó dài và thường ý là cái kết cục nó sẽ là kiểu nó không biết là thắng hay thua ấy. Thì không biết là anh em có thích xem những cái trận đấu thua mà up lên không, chứ nói thật với anh em đánh cái trận đấu mà thắng dễ thua dễ lắm anh em. Chẳng qua là kiểu mỡ lúc nào cũng muốn mang đến cho anh em một cái trận đấu nó đẹp mắt để mà anh em biết được cái sức mạnh của cái vị tướng như nào. Nhưng mà kiểu như cái trận đấu này là mỡ cũng sẽ cân nhắc để mỡ up lên, hoặc là mỡ sẽ đánh lại một cái trận đấu khác. Bởi vì cơ bản là chúng ta có được end game sớm đâu, mà một cái video clip ở trong Mobile Legends mỡ nghĩ là anh em chỉ nên dành khoảng độ tầm từ 10 đến 15 đến khoảng 17 phút để anh em ngồi trước cái điện thoại YouTube anh em xem video clip của mỡ là được rồi. Chứ mà đến tầm 20 phút này là cũng hơi quá, hơi nhiều anh em nha. Có khác gì gọi là xem một cái bộ phim xem một cái bộ phim về Amon đâu anh em. Lâu vãi nồi, 40 mạng này anh em này. Rồi ở đây có Amon bên phía của team bạn mỡ sẽ. Ôi, con Amon đấy. Bắt đầu con Amon team bạn nó có đồ đấy. Phút thứ 21 đồng hồ anh em ạ. Vãi trưởng, bây giờ lên bảng gần 1 phút đồng hồ cơ. Rồi quay trở lại cái diễn biến ở trong cái trận đấu này thì mỡ vừa sinh ra thì team mỡ nó bắt đầu ăn lót rồi, ok để mỡ ra mỡ ăn sẽ là dồn sát thương vào cái con lót này nha bạn. Ôi trừng phạt kiểu gì mà thôi đấy, và đến thời điểm hiện tại là lỗi của mỡ mắc lỗi bởi vì là đánh nó kéo một cái trận đấu nó quá là dài rồi, cái sức tập trung của con người nó cũng phải có giới thiệu thôi anh em ạ, nó có giới hạn thôi, cho nên cái team mỡ xong là mất lót rồi. Về cơ bản là mất lót thì cũng không phải vấn đề gì cả, bởi vì cái con lót này thì hoàn toàn có thể đép được, nhưng mà mình bỏ qua một cái cơ hội để mà có thể end game đấy, cho nên là kiểu lại chặn lót anh em, lại đánh khéo. Rồi ở đây sẽ là dồn combo nha, chiếu cuối được kích hoạt ở đâu, đóng băng được kích hoạt và sẽ là lùi ra, bởi vì Amon cũng như là Kling bọn nó có đồ rồi, nó bắn đau. Thế tầm này nó thật với anh em, team bạn nó lên bảng 3 thành viên mà mỡ chả biết cách nào để mỡ làm nào để nó end game anh em ạ, bởi vì con lót còn đang bị đẩy. Ông Ondoc thì ông ấy vẫn còn đi farm lính, nói thật với anh em hình như phút 23 này thanh niên Ondoc chưa mắc stack đâu anh em ạ, vẫn đi farm lính, vẫn đi farm bùa xanh bùa đỏ, nhiều khi kiểu đánh cổ điển nó thế, mình cũng chả trách người ta được, bởi vì đánh cổ điển người ta kiểu thích tét tướng mà, người ta kiểu thích đánh nhây mà, vì cổ điển đâu có phải là một cái chế độ gì đấy nó mang tính chất gọi là đánh thắng có thắng thua có gì đâu, thắng thì mình vui còn thua thì cũng bình thường bởi vì có được cộng cái trừ điểm gì đâu, đúng không anh em? Đấy, cho nên là nhiều khi anh em đánh cổ điển nhiều khi mỡ muốn chat với cả team bảo là ê tụi mày không anh tao áp cả bố nhanh khiếp đánh cái trận đấu lâu vãi nồi. Ui, quanh đi quẩn lại 42 mạng hạ gục cao ngại. Ôi rồi ôi, tầm này thì tôi up video clip xong tôi cắt ghép chỉnh sửa tôi lại thành gọi là Brazil phiên bản Việt Nam rồi các ông. Thôi ai lại thế. Thật ra là cũng tùy, trận đấu này thì cũng khá là mạnh, tôi cũng khá là xanh. Về cơ bản là anh em cũng đã thấy được toàn bộ tinh túy của con Amon trong cái video clip này chắc kèo như vậy luôn. Cho nên là có thể gọi là up lên cũng được. Đó. Và anh em có thể lưu ý rằng là cái con Amon ở trong cái trạng thái ẩn thân ý thì anh em lưu ý rằng là cái con Amon ở trong cái trạng thái ẩn thân này này, nó sẽ không bị cái gì anh em, nó sẽ không bị cái con Nana nó đớp. Nó sẽ không bị con Nana nó đớp anh em ạ. Đó, cho nên là anh em cứ thoải mái tự tin, nếu như mà team bạn có Nana, anh em giờ trạng thái ẩn thân là được. Rồi. Ở đây sẽ là cái giao tranh tiếp chăng. Nếu như mà team mỡ đép được thắng thì có thể là win này. Ôi trời ơi, sao lên bảng 2 ông rồi. Thôi thì để mỡ dồn sát thương vào. Đấy em thấy không? Không sốc được sát thương. À sốc được sát thương chết con Clean, nhưng mà thôi mỡ phải lên bảng số. Mỡ chịu rồi. Tầm này không đánh được rồi anh em ạ. Thua. Quy. Tầm này thì khép deep lại rồi anh em ạ. Đến thời điểm hiện tại là team cũng chả còn cái need gì cả, và thế là trận đấu cũng đã là kết thúc rồi. Thua. Nhưng mà có lẽ rằng anh em đã được xem một cái video clip mãn nhãn về Amon rồi đúng không ạ? Và nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.